phiêu dạt bốn ba đất người ta. Lắm lúc tuổi thân tôi chỉ muốn được về nhà, ăn bữa cơm cả có mẹ và có cha, để lại sau lưng những xa hoa, những sai lầm đầy nghiệt ngã. Đường đời đưa đầy hôm nay phải vào đây, nếm đu đắng cay trong bốn bức tường này, nước khám cơm tù nuốt nghẹn lệ xót xa, nửa đời qua xa ngã trả giá cho những lầm lỗi. Tại sao cuộc đời tôi lại trơ trêu thế này, nhắm mắt buông tay nhưng đời không cho phép, bao lần cố gắng kết liễu nhưng không thành, vì thương mẹ nhớ cha nên nghẹn ngào đành sống tiếp. Giờ mang con tù nhân cuộc sống sau bức tường, chẳng có ai thương mà thật nhiều người ghen, biết là khó khăn nhưng tôi rất muốn quay trở về để làm lại tất cả và sửa chữa những sai lầm mà tôi đã gây ra. Đường đời đưa đầy hôm nay phải vào đây, nếm đu đắng cay trong bốn bức tường này, nước khám cơm tù nuốt nghẹn lệ xót xa, nửa đời qua xa ngã trả giá cho những lầm lỗi. Tại sao cuộc đời tôi lại trơ trêu thế này, nhắm mắt buông tay nhưng đời không cho phép, bao lần cố gắng kết liễu nhưng không thành, vì thương mẹ nhớ cha nên nghẹn ngào đành sống tiếp. Giờ mang con tù nhân cuộc sống sau bức tường, chẳng có ai thương mà thật nhiều người ghen, biết là khó khăn nhưng tôi rất muốn quay trở về để làm lại tất cả và sửa chữa những sai lầm mà tôi đã gây ra. Đường đời đưa đầy hôm nay phải vào đây, nếm đu đắng cay trong bốn bức tường này, nước khám cơm tù nuốt nghẹn lệ xót xa, nửa đời qua xa ngã trả giá cho những lầm lỗi. Tại sao cuộc đời tôi lại trơ trêu thế này, nhắm mắt buông tay nhưng đời không cho phép, bao lần cố gắng kết liễu nhưng không thành, vì thương mẹ nhớ cha nên nghẹn ngào đành sống tiếp. Giờ mang con tù nhân cuộc sống sau bức tường, chẳng có ai thương mà thật nhiều người ghen, biết là khó khăn nhưng tôi rất muốn quay trở về để làm lại tất cả và sửa chữa những sai lầm mà tôi đã gây ra. Tại sao cuộc đời tôi lại trơ trêu thế này, nhắm mắt buông tay nhưng đời không cho em, bao lần cố gắng kết liễu nhưng không thành, vì thương mẹ nhớ cha nên nghẹn ngào đành sống tiếp. Giờ mang con tù nhân cuộc sống sau bức tường, chẳng có ai thương mà thật nhiều người ghen, biết là khó khăn nhưng tôi rất muốn quay trở về để làm lại tất cả và sửa chữa những sai lầm mà tôi đã gây ra.
Đường đời đưa đầy hôm nay phải vào đây, nếm đu đắng cay trong bốn bức tường này. Nước khám cơm tù nuốt nghẹn lệ xót xa, nửa đời qua xa ngã trả giá cho những lầm lỗi. Tại sao cuộc đời tôi lại trơ trẽo thế này, nhắm mắt buông tay nhưng đời không cho phép. Bao lần cố gắng kết liễu nhưng không thành, vì thương mẹ nhớ cha nên nghẹn ngào đành sống tiếp. Giờ mang con tù nhân cuộc sống sau bức tường, chẳng có ai thương mà thật nhiều người ghét. Biết là khó khăn nhưng tôi rất muốn quay trở về để làm lại tất cả và sửa chữa những sai lầm mà tôi đã gây ra. Tại sao cuộc đời tôi lại trơ trẽo thế này, nhắm mắt buông tay nhưng đời không cho em. Bao lần cố gắng kết liễu nhưng không thành, vì thương mẹ nhớ cha nên nghẹn ngào đèn sống tiếng. Giờ mang con tù nhân cuộc sống sau bức tường, chẳng có ai thương mà thật nhiều người ghét. Biết là khó khăn nhưng tôi rất muốn quay trở về để làm lại tất cả và sửa chữa những sai lầm mà tôi đã gây ra. Nguyện làm lại tất cả và sửa chữa những sai lầm mà tôi đã gây ra. Mẹ tôi thường hay nói con là tất cả của mẹ và cha, là lẽ sống duy nhất trong cuộc đời. Con đừng xa ngã dù cuộc sống có bôn ba, con đã nghe lời mà đời không như ý. Nặng lòng suy nghĩ con biết con đã sai, bạn bè dù dê phê pha đôi ba lần, vui buồn sẽ lấn con lấn chân sâu trong vũ lai. Kẹo con cắn kẻ con chơi cần xa đã đủ rồi, giờ đầu óc con không bình thường được nữa. Đôi lần khóc đôi lần trượt tay mà người ta bắt con đến nơi xa lạ. Đầu dưới đất chân trên mây, tại sao con như vậy? Ước gì mẹ ở đây mà con về lại quá khứ. Con hứa sẽ chăm ngoan không đua đòi, đấm đá không bao giờ bước chân vào